chào các bạn khi bạn là nhân viên bán bất động sản mà bạn không thành công thì rất dễ rơi vào tình trạng bất động và sản có ghê các bạn đừng để mình rơi vào tình trạng đó nha tôi đùa như vậy mục đích của tôi làm cái video clip ngày hôm nay là nhằm chuyển tải một cái thông điệp trích đoạn trong cái kỹ năng vượt qua lời từ chối nằm ở trong cái khóa học online về tuyệt đỉnh bán bất động sản dĩ nhiên là người sale bất động sản cái điều mong muốn cao nhất của bạn đó là bán được hàng mà hàng hóa của bạn ở đây là hàng hóa có là hàng hóa có một cái chất lượng một cái giá trị cao đối với nhà đầu tư cho nên cái kỹ năng của bạn cũng phải là kỹ năng sắc bén có chất lượng cao bạn không thể bán một cái mặt hàng có giá trị cao trong khi kỹ năng của mình cái giá trị lại rất thấp hôm nay thì tôi trích dẫn một cái ví dụ về sự từ chối hết sức là đặc trưng hết sức là tiêu biểu mà trong ngành bán bất động sản bạn là người sale bất động sản bạn hay gặp phải ví dụ như sau khi bạn trình bày một cái dự án bất động sản nào đó và nhà đầu tư nói rằng cái khu vực đường xá mà đi tới cái dự án đó thường xuyên bị ngập nước tôi không thích chỗ đó ai đâu mà mua cái chỗ bị ngập nước như vậy nhà đầu tư họ nói như thế thì bạn sẽ trả lời như thế nào hầu hết những người bán bất động sản bình thường tôi nói là bình thường chú ý chữ bình thường họ sẽ phản ứng bằng cách dạ đâu có ngập nhiều đâu anh cái chỗ đó thì cũng tùy giờ triều cường nó lên thì nước mới ngập còn bình thường thì nó vẫn khô ráo đó là cái cách trả lời hết sức là bình thường ai cũng trả lời được và tuyệt nhiên nó không thể là cái câu trả lời của người bán bất động sản hiệu quả được. Chúng ta phải hiểu được động cơ đằng sau cái câu nói đó của nhà đầu tư. Chúng ta phải hiểu được sự thật khách quan và chúng ta phải có năng lực để diễn đạt cái sự thật khách quan nhằm mục đích là tư vấn chính xác cho nhà đầu tư và giúp cho nhà đầu tư ra quyết định đúng đắn. Bây giờ trong trường hợp đó, câu trả lời khôn ngoan sẽ là như thế này. Ngay khi nhà đầu tư nói rằng cái đường xá, cái chỗ đó bị ngập dẫn tới dự án chỗ ngập thì bạn đừng có phản bác nhà đầu tư bạn nói rằng dạ đúng thưa anh nó bị ngập. Rồi nhà đầu tư nói tiếp chắc là đâu có ai mua cái chỗ đó đâu và giá giá rất rẻ cho không người ta còn không chịu mua nhiều nhà đầu tư họ chê một cách thậm tệ như vậy thì lúc này bạn sẽ nói rằng khi mà một dự án bị nhiều nhà đầu tư chê thì đương nhiên giá nó sẽ rất thấp không thể nào bán được giá cao được bởi vì có những cái đặc điểm ví dụ như nước ngập người ta không thích nhưng thưa anh khi mà chúng ta mua bất động sản đó thì tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ mua vào lúc giá nó thấp nhất chúng ta sẽ mua vào lúc không ai quan tâm tới nó đúng không đương nhiên là nhà đầu tư sẽ suy nghĩ về cái điều bạn mới vừa nói và cũng chính vì vậy đúng như nhận định của anh Và một số nhà đầu tư khác họ nói cái khu vực này cái con đường nó bị ngập Cho nên đương nhiên là dự án không thể định một cái giá quá cao khi tình trạng nó như vậy và tôi nghĩ rằng bất kỳ cái đoạn đường nào mà bị ngập thì chắc chắn trong một thời gian ngắn chính quyền địa phương tại khu vực đó sẽ phải khắc phục không bao giờ có chuyện chính quyền địa phương để một cái đoạn đường bị ngập đó mãi mãi như vậy. Điều gì xảy ra khi ví dụ như cuối năm nay mà con đường này được nâng cấp trở nên thông thoáng và không còn bị tình trạng ngập nữa thì anh có nghĩ rằng cái giá của bất động sản tại cái dự án này sẽ tăng lên. Đúng không? Đó là cái ý mà cái cái người nhân viên sale bất động sản phải làm sáng tỏ cho nhà đầu tư. Nhà đầu tư sẽ hiểu rằng cái điều mình nói là đúng. Nhà đầu tư khôn ngoan sẽ thấy rằng khi mà một cái dự án mà nhiều người chê thì nó luôn có một cái giá trị tiềm ẩn. Mà sự khôn ngoan của họ sẽ giúp họ ra cái quyết định đầu tư một cách đúng đắn. Cho nên, bạn giải tỏa được vấn đề bằng cách là không chống lại cái lời từ chối của nhà đầu tư nhưng mà bạn dựa trên cái sự từ chối đó làm nền tảng để bạn phân tích sâu hơn về cái hiệu quả của đầu tư dựa trên cái thực trạng của cái dự án đó. Tôi nói như vậy để các bạn nắm nắm được cái ý đằng sau cái sự phản đối của nhà đầu tư thì chúng ta với tư cách là chuyên viên bất động sản phải làm rõ và trình bày một cái sự thật khách quan bạn sẽ học được khoảng ba chục cái tình huống từ chối tiêu biểu mà nhà đầu tư thường đưa ra và cái cách giải quyết khôn ngoan trong cái khóa đào tạo online vâng đây là đây là khóa đào tạo online chứ không phải offline tức là tôi đã quay video trực tiếp tại một buổi tại hai ngày đào tạo của tôi biên tập lại để cho ra 7 tiếng đồng hồ quan trọng chứa đựng những cái thông điệp trên cái khóa online này và bạn hoàn toàn có thể đăng ký học với cái mức phí rất thấp cái mức phí rất thấp nhưng giá trị rất cao cho nên nếu bạn đã quyết định làm bất động sản thì bạn nên học cái khóa online này của tôi không phải là nên học nữa mà bạn phải học cái khóa online này và bạn bắt buộc phải học cái khóa online này thì bạn sẽ thành công nếu bạn bỏ qua cái cơ hội học cái khóa online này thì rõ ràng cái con đường thành công của bạn sẽ gặp gần hơn, sẽ lâu hơn và có thể không đến được cái mục tiêu thành công của bạn liên quan đến việc bán bất động sản. Cho nên hãy nhanh chóng đăng ký cái khóa này. Trong khóa này không những là cái tình huống tôi mới vừa nêu ra mà có nhiều cái tình huống nhà đầu tư sẽ ví dụ như họ chê cái dự án của bạn giá gì mà cao quá bạn sẽ trả lời như thế nào. Ví dụ họ chê cái dự án của bạn cái khu vực đó xa quá bạn trả lời như thế nào? Đúng không? Họ nói thôi khu vực đó xa quá. Thì bạn sẽ phải biết nó xa so với ở đâu, so với nhà anh hay là so với công ty của anh hay là so với trung tâm rồi bạn sẽ phải phân tích những cái sự phát triển của kinh tế xã hội về hướng nào và nó có liên quan gì đến khu vực vị trí dự án. Đồng thời cái tiến độ phát triển đó nó sẽ khớp với cái giá trị tăng lên của dự án như thế nào? đúng không? Hay là họ phàn nàn là không biết nhìn cái dự án uh, trên cái brochure đẹp đẽ như vậy, nhưng mà khi 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 mà thực tế đó thì nó có được như vậy hay không? Họ hay đưa ra những cái nhận định như vậy. Hay là một số người, đặc biệt là những nhà đầu tư mà bạn đã trình bày, họ cảm thấy rất được thuyết phục và họ tới thăm dự án đi cùng với một cái nhóm người bạn bè của họ. Nhưng mà những cái thành viên nhóm đó thường xuyên nói ra Tức là họ bác bỏ, họ họ miệt thị cái dự án bạn Gây ảnh hưởng lên tâm lý của nhà đầu tư mà bạn đang chào bán Thì bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào Hay là bạn bạn trình bày dự án xong gọi điện cho nhà đầu tư Nhắn tin cho nhà đầu tư mà không nhận được câu trả lời của họ Khi bạn gọi điện thì họ không bắt máy Thì bạn sẽ xử lý tình huống đó như thế nào rồi có nhiều trường hợp nhà đầu tư đã xuống tiền đặt cọc nhưng mà họ quỷ cọc. Thế thì bạn khôi phục lại cái giao dịch đó như thế nào? Tất cả trong 7 giờ đồng hồ ở trong cái khóa học online bằng video này nó chứa đựng trong đó những cái bí quyết để bạn vượt qua mấy chục những cái tình huống như vậy. Và tôi còn giúp các bạn hoạch định một cái sự nghiệp bán bất động sản để bạn có thể trở nên giàu có, thịnh vượng, kiếm được nhiều tiền để làm nhiều việc thiện hơn đó đây là cái khóa nó đặc biệt là như vậy cho nên tôi có thể đưa ra một cái nhận định cho bạn thấy rằng đây là cái khóa mà tôi tâm đắc nhất liên quan đến cái lĩnh vực đào tạo về kỹ năng bán bất động sản cho người sale cho nên đừng bỏ qua khóa này đây là một cái khóa đầy đủ nhất ở việt nam hiện nay không phải ở Việt Nam không mà tôi nói cả thị trường thế giới không có một cái khóa nào tập trung vào kỹ năng bán bất động sản nó sâu và nó chứa đựng cái trải nghiệm thực tế nhiều như là cái khóa online này hãy nhanh chóng đăng ký học ở diễn giả francishung.net click vào đó sẽ có đầy đủ hướng dẫn để bạn biết học online là như thế nào, học vô thời hạn, học mãi mãi qua video, học chừng nào thuộc lòng, học chừng nào mà bạn có thể phản ứng một cách tự nhiên mà thôi, học bằng mọi thiết bị bằng máy tính, bằng điện thoại, bằng uh, iPad, bằng iPhone whatever. Đó, tôi nói như vậy để bạn thấy được tầm quan trọng đó. Bạn có thể bỏ túi chiếc điện thoại và mở ra học lúc nào cũng được. Hãy nhanh chóng đăng ký để mà bạn có thể tiến nhanh, tiến xa hơn nữa. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Tôi là diễn giả Francis Hùng.